Sự việc chàng gamer có những phát ngôn xúc phạm đến gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài vừa qua khiến không chỉ cộng đồng mạng mà anh chị em giới nghệ sĩ cũng vô cùng giận dữ. Hiện tại, rất nhiều người đang truy lùng danh tính của anh chàng. Theo tìm hiểu được biết, đây cũng là một nhân vật không phải dạng vừa trong giới gamer. Trở thành tâm điểm của dư luận bởi phát ngôn xúc phạm đến gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài, câu chuyện của nam gamer cũng như thông tin về nhân vật này là điều mà rất nhiều cư dân mạng tò mò. Được biết, nhân vật được nhắc đến có tên là N, sinh năm 1985 tại Bến Tre. Đây là một nhân vật khá nổi tiếng trong giới gamer và hiện anh đang là CEO chuỗi phòng tập gym cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù từng học chuyên ngành thông tin của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, tuy vậy, anh lại chọn theo đuổi con đường gym và cũng là người đào tạo ra những gamer thi đấu các cuộc thi thể hình lớn nhỏ tại Việt Nam và trên thế giới. Anh chàng hiện đang có 100.000 lượt theo dõi trên Facebook cá nhân, gần 700.000 lượt đăng ký trên tài khoản YouTube. Thậm chí, nick của anh còn có tích xanh của Facebook bởi độ nổi tiếng của mình. Bên cạnh đó, N cũng từng được xem như có tham gia lĩnh vực nghệ thuật khi giữ vai trò như một đạo diễn, diễn viên trong những bộ phim có liên quan đến game. Một số bộ phim điển hình là Trai Game, Bự Con Chưa Chắc Là Ngon. Theo lời kể của anh trong đoạn clip mới nhất, N đã cho biết nội dung clip cũ có phần tiêu cực là bởi một số người chơi TikTok để lưu về rồi cắt ghép, chứ bản thân anh thì không có ý nói xấu của nghệ sĩ Chí Tài. Song song đó, anh cũng mong muốn sẽ gặp được nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, ca sĩ Phương Loan, vợ cố nghệ sĩ Chí Tài để gửi lời xin lỗi, dù thật tâm anh thấy mình không hẳn có lỗi. Cuối clip, chàng gamer cũng cho biết sẽ xử lý vụ việc đến nơi đến chốn và trở lại nói chuyện với mọi người. Sau những gì mà nam gamer chia sẻ, cư dân mạng vẫn tiếp tục phẫn nộ vì chưa thấy được sự chân thành từ anh. Nhiều người cho rằng anh chỉ nói cho có vì đang bị chỉ trích, đồng thời mong mỏi sẽ sớm xem được kết cục vụ việc.